thì Hiền sẽ like một ca lâu lắm rồi mình không phát trực tiếp. Thứ nhất là vì lý do công việc, khách hàng dừng ở đông quá nên mình không có thời gian. Thứ hai nữa là vì tình hình dịch bệnh nên là mình có chúng ta Nhật Văn cũng mới làm việc lại. Hôm nay thì mình sẽ phát trực tiếp ca bệnh lý khách hàng bị mụn ria, mụn nang rất là nhiều ở dưới da. Vấn đề thì thường thì trong các mờ lai mình hay nói đến vấn đề dùng những cái thuốc nội tẩy, thuốc liệu, thuốc bắc hoặc là có thể nhiều dạng thuốc khác nhau. Thì đây là bạn ấy dùng thuốc nội tẩy trong vòng 3 tháng và bạn đã ngưng sử dụng 1 năm rồi. Nhưng mà mụn thì vẫn tái phát đều lên và bị nang rất là nặng. Và chúng ta còn bị lại hiện tại thì má bên này bạn đã bị sẹo rất là nhiều. Bộ phận máy quay lên sát xuống dưới này. Tâm rất đẹp đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ coi cái má bên này trước này. Các bạn thấy cái việc hậu quả của mụn nang không ạ? Nếu như mụn nang chúng ta lấy không đúng cách thì nó sẽ thành những cái sẹo rất là lớn như thế này. Và hiện tại thì bạn chưa lấy mụn, hôm nay là buổi điều trị mụn đầu tiên của bạn ấy. Đây các bạn chúng ta sẽ thấy được cái mụn nang không ạ? Thì nguyên nhân cái mụn nang này thì chắc chắn đầu tiên thì nó sẽ do những cái khúc mụn ảnh như thế này. Các bạn nhìn thấy cái mức độ mụn ảnh, mụn đầu đen của bạn dày không ạ? Khi nó dày như thế này thì chúng ta lấy nó không hết chân, nó mới lan từ cái mụn nọ sang mụn kia. Và đâu sau đó nó nhiễm khuẩn và nó lên những cái cục mụn viêm. Đầu tiên có thể nhìn viêm như thế này. Sau đó bắt đầu nó ăn nồn dưới da rất là sâu vì sức đề kháng da của bạn yếu. Do bạn dùng nội tẩy rồi nên nó yếu, nó không có sức đề kháng của da. Và khi mà nó bị mụn viêm thì nó xuống đến đâu thì sẹo nó sẽ để lại cái hậu quả sẹo rất là nặng như thế này. Thì đối với phương pháp này thì khi điều trị thì Hiền Vân sẽ kết hợp lấy cho mụn này, chạy dưỡng chất và thoa thuốc, uống thuốc và bạn đi lại. Sau khi mà mụn viêm giảm đến 80% thì chúng ta sẽ kết hợp phi kim. Thứ nhất để điều trị phục hồi cho da ở sâu tầng trung bì được khỏe. Thứ hai nữa là để giúp cho cái vết thâm này nó sạch hoàn toàn. Và vấn đề quan trọng nhất là để cho những cái sẹo thâm nó đầy lên. Khi mức độ sẹo thâm này nó còn mới như thế này thì chúng ta chỉ cần phi kim thôi là đầy rồi. Nhưng nếu mà cái sẹo nó đã trắng rồi á, nó đã sơ viền nó trắng rồi thì chúng ta phải dùng laser cắt đốt đáy sẹo, bóc tách đáy sẹo, sau đó thì chúng ta phải phi thì mới đầy lên được. Nhưng mà nếu như trường hợp mà chúng ta sẹo mới như thế này, chúng ta chỉ cần phi không là cũng đầy rồi. Đây các bạn thấy vùng cằm này, đây là vùng cằm, nếu chúng ta nhìn thì chúng ta nghĩ là cục mụn viêm bình thường, nhưng bên trong là toàn bộ phần da này bị hoại tử rồi. Và một lát nữa mình nặn thì các bạn sẽ thấy được những cái cục mủ máu nhầy nhầy rất là nhiều. Và chúng ta lại nhìn lên tiếp cái phần má bên này. Phần má bên này thì các bạn cũng nhìn thấy nè, nhìn thì rõ ràng là chúng ta thấy không viêm nhiều, nhưng toàn bộ bên trong bạn đã bị nang. Đây là những cục nang nha các bạn, đây là những cục nang này. Và đối với những cục nang này nó cứng như thế này thì chúng ta phải lấy mấy lần thì mới sạch chân nha. Đó, các bạn thấy những cái vùng nang này không ạ? Bị hết những vùng nang rồi. Chúng ta thấy vùng cằm không ạ? Nang hết toàn bộ nha các bạn. Và chúng ta thấy được khi mà cái cục nang này nó xẹp xuống thì nó đã bị sẹo rỗ. Nhưng mà vấn đề ở đây là trong cái sẹo rỗ này nó vẫn còn mủ với máu nha các bạn. Mình sẽ chỉ cho các bạn là đây là những sau những trong những cái cục này này, nó vẫn còn mủ với màu dịch máu này. Và các bạn nhìn thấy phần thái dương này. Như bên kia thì bạn cạy nhiều quá nó viêm rất là nặng, bên này thì bạn đỡ bớt cạy này. Thì những cái nhân mụn ẩn, đối với nhân mụn ẩn như thế này, mụn đầu đen như thế này, nếu như chúng ta không có cạy nặng mà không làm tổn thương thì chúng ta lấy một lần có thể sạch đến 70-80% trong một lần. Các bạn nhìn thấy phần mụn trán không ạ? Nó rất là dày. Và khi chúng ta đã dùng thuốc nội tẩy rồi, thường cái chân mụn nó rất là sâu. Cho chị đi nước đi cô ơi. Cái chân mụn nó rất là sâu nha các bạn, cực kỳ sâu luôn. Bây giờ thì mình tiến hành lấy mụn ẩn cho các bạn nhìn nhé, rồi chúng ta sẽ lấy mụn nang. Tại giải thích cái phần mụn ẩn cho bạn trước đã. Tại vì mỗi một cái nhân mụn ẩn này á, khi chúng ta không điều trị thì nó sẽ để lại cái mụn nang như thế này. Đây chúng ta nhìn thấy đây, nó sẽ để lại những mụn viêm này. Sau những cái mụn viêm thì nó để lại những sẹo rỗ. Các bạn thấy phần sẹo rỗ không ạ? Các bạn thấy cái mụn ẩn nó sẽ chi chít như thế này, cực kỳ nhiều. Chân nó rất là cứng nha các bạn, mà sâu, và các bạn hiểu được là khi chúng ta lấy không hết nó sẽ viêm nhiễm ra này. Rất là cứng, nhìn thì mụn đầu đen các bạn cứ nghĩ là nó nhỏ, nó không có ảnh hưởng gì nhiều, nhưng mà những cái cục này các bạn lấy không hết chân nó bị viêm nang ra. Lâu lắm rồi thì Hiền không có like trực tiếp. Thứ nhất là vì lý do tình hình dịch bệnh thì bên mình không có làm việc, đã nghỉ làm việc. Và trong thời gian mình làm việc lại thì khách hàng cũng rất là đông, nên là mình không có thời gian live trực tiếp. Và hiện tại thì mình cũng đang có em bé nên sức khỏe mình không có được khỏe lắm. Nên hôm nào mà Hiền sức khỏe tốt thì Hiền sẽ ngồi Hiền live những ca bệnh lý cho các bạn tham khảo. Hiền nhắc đi nhắc lại, từ lúc nãy khoảng 1 tiếng hồ mình đã tiếp nhận 3 ca bệnh lý, toàn bộ là các bạn
dùng thuốc thải độc gan uống, sau đó thì các bạn uống những cái thuốc lột tẩy, dùng thuốc lột tẩy và uống thuốc thải độc gan thì các bạn bị rất là nặng. Vừa nãy thì bên phòng bên kia có 2 ca rất là nặng, mình lấy xong rồi và mình sang mình tiếp tục mình lấy cho bạn này, thì bạn này cũng dùng thuốc lột tẩy nhưng mà bạn chưa dùng thuốc thải độc gan thôi, còn 2 bạn bên kia thì bị rất là nặng vùng cổ và vùng quai hàm. Các bạn dùng thuốc thải độc gan các bạn bị nang rất là nhiều vùng cổ với vùng ngạnh hàm. Thường các bạn bị mụn vùng cổ vùng hàm thì nó sẽ hay để lại những cái sẹo sẹo lồi. Đó là một cái điều rất là đáng buồn, tại vì bình thường sẹo rỗ đã xấu rồi, sẹo lồi nó còn mất thẩm mỹ hơn rất là nhiều. Các bạn thấy đây là toàn bộ là mụn ẩn nhé. Mình loại bỏ mỗi một cái nhân mụn ẩn này, mình loại bỏ thì mình sẽ giảm cho bạn một cái vấn đề là bị mụn nang. Khi mà cái mụn ẩn không được lấy sạch chân thì chúng ta sẽ hình thành mụn nang ngay lập tức, vậy nên chúng ta sẽ loại bỏ mụn ẩn cho bạn này. Sau đây chúng ta xuống má, chúng ta lấy mụn viêm rất là cứng các bạn, không có dễ nuốt đâu ạ, nhìn thì nghĩ là dễ lắm. Và cái mụn này nó cứng mà da bạn mỏng như thế này, nếu chúng ta dùng cây nặn mụn không khéo thì nó sẽ chảy ra các bạn ra, và chân nó bị gãy và nó sẽ bị nhiễm khuẩn ngay lập tức. Còn về nhà thì khách hàng sẽ bị viêm sưng, vậy nên kỹ thuật của mình lấy thì đảm bảo là lấy đâu sẽ sạch chân đến đó. Cứng lắm luôn nha các bạn, không phải dễ đâu ạ, rất là cứng. Em chào Hoa Vũ nhé. Cứng như các bạn, mụn cực kỳ cứng luôn. Em ở nhà em lấy cây em nặn nó có dễ lấy không? Không hả? Mình lấy nó có hết chân được không? Hay là lấy xong rồi sưng đủ lên? Lấy xong rồi sưng lên đúng không? Tại vì chị lấy mà nó còn cứng như thế này, rất là cứng luôn. Chân mụn rất là dài và sâu.
rất là cứng luôn, kết chặt ở bên trong. Thật ra bạn nộp tải hiểu nên là mất cái sự đàn hồi đấy, nên khi bị mụn là nó cứng kết chặt bên trong luôn. Em chào Thúy Nguyễn nhé. Các bạn thấy mụn rất là cứng không ạ? Vô cùng cứng là mình đi mụn, mình lấy từ nãy giờ có một chút xíu ở chỗ chán thì biết bao nhiêu mụn rồi. Tại vì mụn của em bình thường nó đã đỏ rồi đấy, đúng không? Không có sơn đâu, mặt người ta có sơn đâu. Em cứ nặn thì nó không có sơn. Viêm nặng vậy em thấy em để lại sẹo chưa? Thấy cái mặt mình bị sẹo chưa? Như bạn này này, cậy này nó mới bị sẹo nặng này, nang hết toàn bộ.
khách hàng này là bị mụn ẩn rất là nhiều, lý do là chân mụn sâu vì bạn đã từng dùng thuốc nội tẩy rồi. Cái nhân mụn cực kỳ cứng thì các bạn thấy cái cách lấy của mình là không bị sưng, nó chỉ hồng nhẹ xíu thôi. Một lát nữa mình đắp mặt nạ thì nó sẽ bình thường. Bạn Hương Liên có nghe mình trả lời không ạ? Hạnh, nói bạn nào vào Facebook một cô trả lời cái comment khách hàng hỏi đi. Nhanh lên. Bạn này rất là nhiều nha các bạn. Cực kỳ nhiều. Các bạn sẽ thấy được cái vùng da bên thái dương này kinh khủng luôn. Các bạn thấy mình lấy đến đâu thì nó sạch đến đấy nhá. Như vừa nãy mình có nói là đối với những cái mụn viêm, mụn đầu đen, mụn nang như thế này á, những cái mụn nang, mụn viêm thì chúng ta phải lấy nhiều lần hơn. Còn nếu da chúng ta bị mụn đầu đen, mụn ẩn lấy một lần.